Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Và cuối cùng ngày hôm nay, sau rất nhiều những hình ảnh rò rỉ, giá bán rò rỉ ở trên mạng, ở trên Facebook, các trang mạng xã hội, thì ngày hôm nay Hyundai thành công đã chính thức giới thiệu mẫu xe Hyundai Kona, mẫu SUV compact góp mặt ở trong cái phân khúc SUV compact tại thị trường Việt Nam. Vâng, ngay bên cạnh tôi là chiếc Hyundai Kona. Thiết kế phần đầu xe của mẫu xe này có thể nói là phần thiết kế mà để lại cho chúng ta nhiều ấn tượng nhất. Một cái phong cách thiết kế độc, lạ và mới. Ở ngay phần bên trên, cái nơi mà thường thì sẽ là đèn pha, thì bây giờ sẽ chỉ còn đèn định vị ban ngày và đèn xi nhan. Đèn pha của Kona đã được chuyển xuống phần cản dưới. Và đèn pha của Kona là loại đèn bi LED, có cả đèn mở góc chiếu khi chúng ta đánh lái. Và có một điều hơi đáng tiếc một chút, đó chính là khi đèn pha chuyển xuống đây thì tôi đang chưa tìm thấy cái nơi rửa đèn pha ở đâu. Hy vọng là cái vị trí này, khi chúng ta đi vào những đường xấu và những đường có bùn thì không bị bắn lên bẩn đèn pha, chúng ta sẽ phải sử dụng thủ công bằng tay để lau. Và với cái ngôn ngữ thiết kế mới thì Hyundai đã thiết kế cho Kona một cái cụm lưới tản nhiệt khá là đẹp mắt. Và trên đây cũng có một khe giả, khe gió. Và ở phần đầu thì Hyundai Kona được trang bị hai cảm biến. Và đèn sương mù thì vẫn là bóng halogen. Ở tại thị trường Việt Nam thì Hyundai Kona được giới thiệu ra thị trường 3 phiên bản. Đó là phiên bản động cơ 2.0 AT, 2.0 AT đặc biệt và 1.6 Turbo. Và ngay bây giờ thì tôi sẽ bật cái nắp capo lên để chúng ta cùng khám phá khối động cơ của Hyundai Kona mới. Và với khối động cơ Turbo 1.6 thì sẽ đi cùng với hộp số 7 cấp ly hợp kép. Còn với động cơ 2.0 thì sẽ đi kèm với hộp số tự động 6 cấp và không có phiên bản số sàn cho Hyundai Kona. Có lẽ là với cái vẻ đẹp của cái phần đầu xe này thì chắc hẳn các bạn rất muốn xem, chiêm ngưỡng cái phần đèn LED, đèn định vị, xi nhan và đèn pha. Ngay bây giờ tôi sẽ bật lên để các bạn xem. Bây giờ thì chúng ta đã chiêm ngưỡng hết được cái vẻ đẹp, cái thiết kế đèn mới của Hyundai Kona. Một trong những thiết kế mà tôi dự đoán rằng sẽ là cái xu hướng thiết kế của những mẫu xe trong năm nay và năm sau. Phần đèn xi nhan và đèn LED sẽ được tách biệt lên phần trên và phần đèn pha. Đèn mở góc chiếu thì sẽ nằm ở phía dưới, phần phía dưới cản. Phần thân xe thì cái điểm mà ấn tượng tôi đầu tiên đó chính là cái gương chiếu hậu của mẫu xe này. Gương chiếu hậu thì cũng có một đèn LED xi nhan báo rẽ ở đây, nhưng mà chỉ nhỏ nhỏ thôi, nhìn rất là sexy, rất là gợi cảm. Và có cái phần nhựa đen ốp ở đây trông khá là thể thao và cá tính. Nhìn tổng thể những đường nét thiết kế bên ngoài, ngoại thất của Hyundai Kona thì cho chúng ta thấy ngay được cái sự cá tính của người chủ nhân sở hữu mẫu xe này. Và trên gương thì cũng có cảnh báo điểm mù ở trên gương. Và xe thì được trang bị bộ la răng hợp kim khá là đẹp mắt, bộ la răng 18 inch. Ở đây còn một cái chi tiết nữa là một cái miếng, tôi tưởng là đèn, nhưng mà khi mà sờ nắn và nhìn kỹ vào thì tôi thấy nó là một cái miếng phản quang ở đây. Tôi thấy cái phần thiết kế miếng phản quang đây nó không được phù hợp lắm cho phần đầu xe. Ốp ở cản dưới và phần vè của bánh xe thì được sơn một cái màu ghi nhám khá là đẹp, trông nó thể thao. Đây, các bạn có thể nhìn kỹ hơn. Ở ngay cái phần đèn LED ở bên trên này có một cái đường nhô ra để làm cái chỉ số khi động học của xe sẽ được tốt hơn. Khi tiến ra phần đuôi thì chúng ta cũng vẫn thấy ngay được cái sự cá tính, cái sự khác biệt ở trên mẫu Hyundai Kona này. Phần đèn, đèn hậu, một dải đèn LED màu đỏ khá đẹp. Xi nhan, đèn lùi vẫn được nằm tách biệt ở phía dưới, không được nằm chung. Và đây là mẫu xe 1.6 Turbo, sở hữu động cơ 1.6 Turbo giống như trên Tucson. Và mẫu Hyundai Elantra Sport, một động cơ mà trong chương trình của Auto Daily đã có dịp trải nghiệm với cái mẫu Hyundai Tucson. Xe thì cũng được trang bị camera lùi. Ở phía sau thì được trang bị 1, 2, 3, 4 cảm biến lùi các bạn ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khám phá cái phần không gian để đồ của mẫu xe này. Wow. Đối với một mẫu xe SUV compact thì cái phần dung tích khoang để đồ của mẫu xe này thì tôi đánh giá ở mức được, không phải là quá rộng, nhưng mà chúng ta vẫn có thể để
được khoảng 3 chiếc vali cái cỡ cabin và một số cái ba lô túi sách nữa để chúng ta di chuyển trong những cái chuyến đi cả gia đình trong vòng một tuần. Khá là thoải mái. Đây thì có lốp dự phòng mà không có gì cả. Và những cũng giống như những cái thiết kế mới đây thì Hyundai Kona cũng được sở hữu cái phần cốp được chia làm hai tầng. Nếu như cái đồ vật hơi cao một chút, các bạn có thể nhấc cái phần tấm này để kẹp xuống phía tầng dưới để chúng ta mở rộng thêm được khoảng 5 phân để có cái diện tích để đồ tốt hơn. Khi bước vào ngay cái khoang nội thất của Hyundai Kona thì tôi thấy rằng là đây là một mẫu xe có cái đường nét thiết kế phần nội thất khá là đẹp mắt, bắt mắt, cá tính, trẻ trung. Và những cái bố trí về những cái nơi để đồ, để chai nước đều khá là hợp lý. Ở chính giữa chúng ta thấy ngay một màn hình trung tâm 8 inch cảm ứng. Và chúng ta có thể sử dụng navigation, map, radio, media. Và màn hình này thì có thể kết nối Bluetooth, Apple CarPlay hay là qua cổng USB hoặc là cổng AUX. Rất tiếc rằng là những ai đang sử dụng những chiếc điện thoại Android thì sẽ không thể kết nối vào cái màn hình này. Ở dưới đây thì chúng ta có cổng sạc USB này, 1, 2, có hai cổng sạc USB ở đây. Một cổng sạc 12V, cổng AUX và sạc không dây chuẩn chi. Nút drive mode. Và trên cái mẫu Hyundai Kona, phiên bản động cơ 1.6 turbo thì chúng ta có 3 chế độ lái, đó là Comfort, Eco và Sport. Vô lăng 3 chấu khá thể thao và đẹp mắt, cầm rất thích tay. Ở trên vô lăng thì cũng được tích hợp những cái phím điều khiển khá cơ bản như ga tự động này, điều khiển cái menu ở chính giữa và điều khiển màn hình trung tâm ở đây. Và điều hòa là điều hòa tự động một vùng. Là một mẫu SUV compact, thế cho nên là Hyundai Kona được trang bị công nghệ hỗ trợ đổ đèo xuống dốc, hỗ trợ dừng ở giữa dốc, hỗ trợ xuống dốc, công nghệ an toàn phanh ABS, 6 túi khí. Gương thì là gương chống chói tự động. Cửa sổ trời. Và khi tôi ngồi vào vị trí ghế lái thì tôi cũng cảm nhận được rằng cái phần bọc da của ghế trên Hyundai Kona ở mức khá được. Chúng ta sờ vào cũng khá là thích tay. Và ở những cái phiên bản như phiên bản 2.0 thường thì ghế sẽ là bọc nỉ các bạn ạ. Hơi đáng tiếc một chút. Ở đây thì là nhựa mềm được phối với cả nhựa cứng ở phần trên này. Nhưng mà rõ ràng là khi chúng ta nhìn kỹ và sờ rất là kỹ vào đây, từng cái khe kẽ, những cái phần tiếp giáp giữa những cái vùng vật liệu khác nhau này, Hyundai đã xử lý rất tốt. Và cái bề mặt, cái chất liệu nhựa chúng ta nhìn nó có cái cảm giác gì đấy rất là thân thiện và không tạo chúng ta cái cảm giác rẻ tiền một chút nào cả. Rất là ổn, rất là được. Và có ngăn để đồ ở đây, cũng không có gì đặc biệt. Bệ tì tay ở trên Hyundai Kona là một mẫu xe nhỏ nên cũng khá nhỏ. Chúng ta cũng chỉ để những cái vật dụng bình thường hàng ngày thôi. Ví dụ như là ví hoặc là giấy tờ một chút. Ở trên mẫu xe này thì ghế lái được điều chỉnh điện 10 hướng. Còn ghế phụ thì chúng ta chỉ được điều chỉnh cơ thôi. Một mẫu xe có cái mức giá khá là hợp lý cho cái phiên bản 1.6 turbo này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi ra hàng ghế thứ hai nhé. Wow. Thật sự thì khi ngồi xuống hàng ghế thứ hai và tôi có lỡ tay đóng cửa hơi mạnh một chút thì tôi nhận ra ngay là cái cánh cửa của Kona này làm khá là nặng và rất là chắc chắn. Đây, các bạn có thể nghe thấy đấy. Nó bịch một cái rất là mạnh. Rất là chắc chắn. Cái phần vỏ và phần cánh cửa làm rất tốt. Khi ngồi vào đây thì tôi cảm nhận được cái phần lưng ghế này có đôi chút hơi cứng. Và cái phần đầu gối tới cái lưng hàng ghế thứ nhất thì cũng vẫn còn một khoảng cũng khá ổn. Bệ tì tay với hai khay để cốc ở đây. Một mẫu xe được thiết kế khá là tiện dụng cho những cái gia đình. Phần giữa đây chúng ta có một cái ụ nhô lên là cái trục cắc đăng, nên là ngồi ở giữa sẽ hơi khó chịu một chút. Nhưng mà tôi nghĩ là với mẫu xe này thì ba người lớn ngồi ở hàng ghế thứ hai vẫn rất là ổn, rất là ok. Phần da cũng khá mềm. Tôi sẽ nâng cái này lên, ngồi tựa đầu lên một chút. Như các bạn thấy thì cái phần khoảng cách từ đầu tới cái trần xe thì còn một khoảng cỡ cũng phải gần 10cm, rất là thoải mái. Cái tựa đầu này có hơi cứng một chút.
Để tôi thử cái phần tựa đầu của cái hàng ghế, cái vị trí ngồi giữa. Cái phần tựa đầu của cái vị trí ngồi giữa này thì tôi cảm nhận nó không được thoải mái lắm. Bởi vì khi chúng ta tựa đầu vào đây, chúng ta đẩy cái này lên thì với một người cao 1m75 như tôi thì cái phần này, nó tì trực tiếp vào cái phần ngang đầu này. Nếu chúng ta đi ở trên cung đường dài thì khá là khó chịu. Tôi nghĩ là như vậy. Nếu như chúng ta muốn mở rộng thêm cái không gian để đồ của Hyundai Kona thì hoàn toàn có thể gập cái lưng hàng ghế thứ hai xuống để tạo một mặt phẳng. Đây là một cái tấm ngăn là chúng ta có thể nhấc lên và cho xuống để chia cái phần cốp không gian để đồ này ra. Khi mà các bạn chở những cái đồ vật dài, cao ở trên đây bị kích thì các bạn hoàn toàn có thể nhấc cái này và hạ bớt xuống dưới một tầng nữa để chúng ta có không gian để đồ tốt hơn, không bị chạm và đóng được cái cửa cốp này xuống. Nếu mà khi cần tạo mặt phẳng thì các bạn sẽ lại nhấc lên. Hoặc là khi các bạn có một cái vali khá là nặng thì các bạn nên để cái tấm này ở bên trên để chúng ta có thể kéo vali ra một cách rất dễ dàng. Đây các bạn để đấy, nó là một mặt phẳng nó kéo ra rất dễ dàng. Còn khi chúng ta cho xuống dưới này thì nó sẽ hơi bị cạ và đềm chút. Đây các bạn sẽ phải nhấc lên để cho ra. Vậy là các bạn đã cùng tôi khám phá nhanh Kona, Hyundai Kona vừa mới được ra mắt tại thị trường Việt Nam. Là một mẫu SUV compact trong phân khúc hạng B thì Hyundai Kona sở hữu một mức giá bán khá hợp lý ở trong phân khúc. Với phiên bản 2.0 AT 615 triệu đồng, 2.0 AT đặc biệt 675 triệu đồng và 1.6 Turbo 725 triệu đồng. Một những con số khá là hợp lý ở trong phân khúc. Vậy theo các bạn chúng ta có nên sở hữu mẫu Hyundai Kona này không? Mời các bạn hãy comment ngay phía dưới clip của chúng tôi. Và các bạn đừng quên subscribe kênh YouTube của Auto Daily để cập nhật những thông tin mới nhất về xe tại thị trường Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.